tuyển tập cổ tích mẹ kể bé nghe, câu chuyện bộ lông công và bộ lông quạ. Xưa kia quạ và công là đôi bạn thân, cũng vì màu lông của chúng giống nhau, con nào con ấy đều xám xịt như vừa rúc ở bùn lên. Lúc ấy chúng làm gì đã có bộ cánh như bây giờ. Cả hai con đều tự biết mình xấu nên không dám chơi với ai cả. Một hôm quạ bảo công, đằng kia có người thợ vẽ có thuốc đủ các màu, chúng ta hãy ăn trộm về mà tô chuốt cho nhau, sửa lại bộ cánh cho đẹp. Công gật gù nhận lời, hôm ấy, người thợ đang vẽ dở cho người ta một bô tứ bình, thuốc vẽ còn bỏ lăn lóc bên người. Thừa dịp người thợ ngủ ngày, hai con vật lần lượt mò vào lấy trộm bút lông và thuốc vẽ đưa ra một gò con ở giữa hồ gần ấy. Thôi được, ta cứ bắt đầu vẽ cho nhau đi. Nói đoạn, quạ bắt công nằm xuống cho mình tô điểm. Quạ vốn khéo tay, thoạt tiên nó dùng màu xanh tô vào đầu vào cổ và mình công, tô đến đâu, rắc kim nhũ đến ấy. Đến cái đuôi, quạ bắt công phải cố xòe ra như cánh quạt cho mình vẽ được kỹ lưỡng. Ở mỗi lông đuôi quạ vẽ những vòng tròn và tô bằng mực tàu và kim nhũ rất đẹp. Tô xong đắc ý, quạ bắt công phơi cái đuôi cho thật khô. Công vốn vụng về nên khi bắt tay vào tô điểm cho quạ thì nó lúng túng. Hơn nữa lúc đó màu xanh và kim nhũ đã cạn. Công nhân lúc quạ vội nên chả cần ngắm nghía gì lôi thôi, chút một nửa số mực tàu màu đen lên đầu quạ. Mực chảy đến đâu, người quạ đen đến đó. Công còn hữu ý bôi cả vào mỏ vào chân làm cho toàn bộ người quạ đen nhánh như cột nhà cháy. Nhìn thấy công tô điểm cho mình, quạ mới biết là mình dại, không dưng lại để cho một kẻ vụng về trang điểm. Nhưng việc đã lỡ còn biết làm gì được nữa. Tức mình quá, quạ chỉ còn biết mắng cho công một trận rồi bỏ đi, từ đó quạ không chơi với công nữa. Cũng vì thế mà ngày nay dòng dõi loài công có bộ cánh rất sặc sỡ. Đi đâu chúng nó cũng ưỡn ẹo và luôn miệng khoe khoang, cuông tốt. Trái lại, dòng dõi loài quạ thì bộ cánh đen thui như mực, trong đó có quạ khoang đặc biệt có một cái ngấn trắng ở xung quanh cổ. Vì phải bộ cánh xấu quá nên quạ rất thẹn thò, đi đâu cũng than thở, quạ xấu hổ, quạ xấu hổ. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.